Vừa có bố trí địa chỉ xe ô tô và mô tô tại số 1 Văn Trung hướng về vòng xoay ngã 6 cách dưới ngoài 50 m. Ban chỉ đạo đảm bảo an ninh trật tự lễ hội Tràm Thắng Liên Hiệp Cứu Thương tại nước bà Thiên Hậu thành phố Thủ Dầu Một tỉnh Bình Dương thông báo: 1. Quý khách khi đến bến bà phải tuân theo sự hướng dẫn của lực lượng làm nhiệm vụ. 2. Vì sức khỏe cộng đồng xã hội, yêu cầu quý khách chấp hành nghiêm quy định 5K của Bộ Y tế như khai báo y tế, đeo khẩu trang, rửa tay khử khuẩn, giữ khoảng cách, không tập trung quá đông người. 3. Quý khách sẽ được phát nhang miễn phí khi vào chánh điện. 4. Yêu cầu quý khách không đốt vàng mã bên ngoài và bên trong khuôn viên núi bà. Rất mong nhận được sự hợp tác của quý khách. Ủy ban nhân dân phường Phú Cường thông báo: không tổ chức cho đăng ký kinh doanh ăn uống, giữ xe, nhang, đèn và các dịch vụ khác trên vỉa hè các tuyến đường trong dịp Tết Nguyên Đán và lễ hội rằm tháng Giêng Nhâm Dần năm 2022. Riêng các trường hợp phát sinh kinh doanh ăn uống, giữ xe trong nhà thì